Xin kính chào anh em mọi miền Tổ quốc. Phiên bản 150 CBR 2021 mới nhất mà Honda Việt Nam chính thức phân phối đã có giá bán nha anh em. Thì trên hình anh em thấy là phiên bản rẻ nhất là 31 triệu, phiên bản mắc nhất là 72 triệu rưỡi cho phiên bản 3 màu khác nhau. Và quý vị biết là khi mà anh em đặt trước 500 khách hàng đầu tiên sẽ sở hữu bộ quà tặng trị giá 5 triệu đồng, bao gồm những món quà trên hình anh em soi chi tiết giùm mình nha. Đó, như vậy thì Honda Việt Nam đã chính thức phân phối mẫu xe CBR 150R 2021. Và giao hàng tới khách hàng tại các hit là ngày 2 tháng 11 năm 2021 nha anh em. Anh em có thể ghé các hit và hỏi thăm và đặt trước nha anh em. Ok, sau đây là video xem chi tiết. Thank you.